răng khôn mọc rất muộn ở giai đoạn trưởng thành, khi đó các răng khác đã mọc hoàn thiện và gần như chiếm trọn vị trí trên cung hàm. Điều này đã gây cản trở khiến răng khôn khó có thể mọc thẳng bình thường mà đa số mọc lệch, mọc ngầm và gây ra nhiều biến chứng. Sau đây là tổng hợp những biến chứng thường gặp do răng khôn gây ra. 1. Xô lệch răng toàn hàm, răng khôn mọc lên bị thiếu chỗ sẽ làm chèn ép vào răng kế cận, từ đó tạo áp lực lớn làm xô lệch toàn bộ các răng khác trên cung hàm. Ban đầu răng có xu hướng lệch lạc nhẹ nhưng sau này sẽ gây sai khớp cắn. Rối loạn khớp thái dương hàm, 2. Phá hỏng răng số 7 bên cạnh, trường hợp răng khôn mọc lệch, đâm ngang vào chân răng số 7 sẽ làm hư hỏng từ gốc răng. Một số tình trạng khác thì răng khôn gây rắt thức ăn sát vị trí răng số 7, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công gây sâu răng số 7, thậm chí gây mất răng. 3. U nang chân răng. Nếu không xử lý răng khôn kịp thời có thể xảy ra biến chứng u nang chân răng rất nguy hiểm. Nghiêm trọng hơn sẽ gây biến dạng hàm, mặt, cản trở chức năng ăn nhai, nuốt và nói. 4. Viêm lợi chùm. Phần lợi phủ trên bề mặt răng khôn không tiêu đi hết do răng khôn mọc kẹt trong mô nướu và xương hàm. Vùng lợi không ôm sát vào mặt răng gây rất thức ăn, vi khuẩn phát triển mạnh gây viêm nướu, sưng đau, hồi miệng. Đây là biến chứng thường gặp nhất khi răng khôn mọc lệch. Để ngăn chặn hoàn toàn biến chứng khi răng khôn mọc lệch thì giải pháp duy nhất là phải nhổ răng khôn. Quá trình nhổ răng khôn rất nhanh và an toàn nếu bạn thực hiện ở những cơ sở nha khoa uy tín.